Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Nga hé lộ nội dung thảo luận giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo TASS, trong ngày 3 tháng 7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tiết lộ về một số nội dung thảo luận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai nhà lãnh đạo cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO ở Kazakhstan ông peskov cho biết tổng thống putin và ông tập sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác thương mại giữa hai nước ngoài ra nga và trung quốc cũng duy trì hợp tác trên mọi mặt bao gồm cả những lĩnh vực nhạy cảm chúng tôi luôn duy trì đối thoại để giải quyết những điểm khác biệt khi được hỏi về thông tin cho rằng nga và trung quốc đang hợp tác phát triển uav quân sự quan chức điện kremlin đáp đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nghe được những câu chuyện kiểu này chúng tôi không bận tâm đến chúng Nguồn tin của Tass cho hay, trong ngày 2 tháng 7, Tổng thống Putin đã tới thủ đô Astana của Kazakhstan và sẽ tham dự hội nghị SCO lần thứ 24 tại đây. Các trợ lý của ông Putin tiết lộ, chủ nhân điện Kremlin sẽ tổ chức các cuộc gặp song phương bên lề hội nghị. Moscow coi trọng hội nghị SCO là cơ hội để tổ chức các cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo các nước tham dự. Dự kiến, Tổng thống Putin sẽ hội đàm với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan, tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, tổng thống Kazakhstan Kasim jomart Tokayev và tổng thống Mông Cổ Khangazine Khurzuk. Thủ tướng Hungary đề nghị Ukraine ngừng bắn để đối thoại với Nga. Trong chuyến thăm bất ngờ đến Ukraine, thủ tướng Hungary Viktor Orbán kêu gọi tổng thống Volodymyr Zelensky cân nhắc ngừng bắn để đẩy nhanh việc chấm dứt xung đột với Nga. Thủ tướng Orbán là người thẳng thắn chỉ trích việc phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine và tiếp tục giữ mối quan hệ nồng ấm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn bất kỳ nhà lãnh đạo khác trong Liên minh châu Âu, EU. Trong chuyến thăm đầu tiên tới Kiev sau hơn một thập kỷ, ngày 2 tháng 7, Thủ tướng Orbán có cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky. Trong tuyên bố chung ngắn gọn với báo chí sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Orbán đánh giá cao nỗ lực của Kiev nhằm thúc đẩy tầm nhìn của Tổng thống Zelensky về hòa bình tại hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ trong tháng 6 và lên kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp theo vào cuối năm nay. Ông Orbán cho biết, tôi đã đề nghị Tổng thống suy nghĩ xem liệu chúng ta có thể đảo ngược trật tự và đẩy nhanh đàm phán bằng việc ngừng bắn trước hay không. Một lệnh ngừng bắn có thời hạn sẽ tạo cơ hội đẩy nhanh đàm phán hòa bình. Tôi tìm thấy khả năng này với Tổng thống và tôi biết ơn ông ấy về câu trả lời trung thực. Ông Zelensky không bình luận về phát biểu này. Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Ukraine Ihor Zovska sau đó cho biết đây không phải lần đầu tiên lệnh ngừng bắn được đề xuất và ông Zelensky đã trả lời ông Orbán bằng lập trường công khai của mình. Ông Zovka không giải thích cụ thể, nhưng các quan chức Ukraine vẫn cho rằng Nga sẽ tranh thủ thời gian ngừng bắn để sắp xếp và củng cố lực lượng nhằm thực hiện cuộc tấn công lớn hơn. Trong phát biểu trước báo chí, ông Zelensky đề cập đến khả năng đạt được thỏa thuận hợp tác song phương rộng rãi giữa Ukraine và Hungary. Ông Orbán nói, nội dung của hội đàm hôm nay về mọi vấn đề đều có thể trở thành nền tảng cho văn kiện song phương giữa hai quốc gia để điều chỉnh tất cả các mối quan hệ chung giữa chúng ta. Hoan nghênh phát biểu của ông Zelensky, Thủ tướng Orbán cho biết Hungary muốn hỗ trợ hiện đại hóa nền kinh tế Ukraine quan hệ giữa Ukraine và Hungary trở nên căng thẳng. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022, khi Budapest thường phản đối các nỗ lực của EU nhằm hỗ trợ Kiev. Ngoài ra, Hungary nhiều lần cáo buộc Ukraine hạn chế quyền của khoảng 150.000 người dân tộc Hungary sống ở vùng viễn Tây Ukraine. Trong khi đó, Ukraine muốn có được sự ủng hộ của Hungary khi họ vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn hỗ trợ tài chính và quân sự từ 27 thành viên EU nơi cần có sự đồng thuận trong nhiều quyết định. Chuyến thăm bất ngờ của ông Orbán đến Ukraine diễn ra sau khi Hungary đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của EU trong vòng 6 tháng. Năm ngoái, ông Orbán nói với tổng thống Putin rằng Hungary chưa bao giờ muốn chống lại Nga. Đầu năm 2024, các nhà lãnh đạo EU phải mất nhiều tuần để vượt qua quyền phủ quyết của Hungary để gia hạn khoản viện trợ 50 tỷ euro, 53,64 tỷ USD cho Ukraine. Theo Pravda, trong ngày 3 tháng 7, Thủ tướng Olaf Scholz đã có bài phát biểu trước Quốc hội Đức, nhấn mạnh rằng Berlin không ủng hộ việc Ukraine ngừng bắn. Các điều khoản ngừng bắn của Nga sẽ dẫn đến việc Ukraine đầu hàng, đây là điều Đức không bao giờ ủng hộ. Thực tế, các biện pháp hòa bình mà Nga đưa ra đều nhằm mục đích kéo dài cuộc xung đột và chúng tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra, ông Scholz nói. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Scholz cũng khẳng định rằng Đức sẽ không trở thành một bên trực tiếp can dự vào xung đột. Tôi cam kết điều này với tư cách thủ tướng, ông Scholz nói thêm. Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cũng hối thúc Kiev chấp nhận một lệnh ngừng bắn với Nga. Tuy vậy, phía Ukraine đã bác bỏ ý tưởng này, khẳng định lệnh ngừng bắn không mang lại lợi ích cho Kiev và sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình dựa trên công thức 10 điểm của Tổng thống Zelensky. Cùng ngày, theo RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã khẳng định rằng Tổng thống Putin và ông Trump không thảo luận về vấn đề Ukraine. Điều này không đúng ông peskov trả lời khi được yêu cầu bình luận về thông tin cho rằng ông trump đang đối thoại với tổng thống putin về các điều khoản hòa bình ở ukraine trước đó nguồn tin của politico tiết lộ rằng cựu tổng thống trump đang cân nhắc về một cam kết không mở rộng nato về phía đông đồng thời đàm phán về việc nga cần kiểm soát bao nhiêu vùng lãnh thổ để kết thúc xung đột về phía ukraine tổng thống zelensky đã lên tiếng kêu gọi ông trump làm rõ kế hoạch hòa bình của mình Tôi muốn biết cách chấm dứt xung đột nhanh chóng. Nếu ông Trump biết cách, ông ấy nên công bố ngay bây giờ. Chúng tôi cũng cần biết liệu Ukraine vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ của Mỹ hay sẽ đứng một mình trong trường hợp ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 11, ông Zelensky nói. Tránh văn phòng Nhà Trắng, họp toàn bộ nhân viên kêu gọi đoàn kết, kết quả thăm dò gây bất ngờ. Mới đây, tránh văn phòng Nhà Trắng Jeff Zients đã tổ chức một cuộc họp toàn thể nhân viên trong ngày 3 tháng 7 sau màn tranh luận ảm đạm của Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đối thủ phê đảng Cộng hòa Donald Trump hôm ngày 28 tháng 6. Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, ông Zients đã truyền tải tầm quan trọng của việc đoàn kết trong đội ngũ, đồng thời thừa nhận rằng những ngày qua đã có rất nhiều thử thách. Trong khi đó, theo kết quả thăm dò mới nhất của hãng Ipsos, sự ủng hộ của cử tri đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này bất ngờ gia tăng. Một dấu hiệu cho thấy cuộc tranh cử sắp tới vẫn sẽ gay cấn, bất chấp màn tranh luận không thành công mới đây của ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Hai ứng cử viên Biden và Trump, mỗi người nhận được 40% sự ủng hộ từ khoảng 1.070 cử tri đã đăng ký tham gia cuộc thăm dò. Tỷ lệ này cho thấy số người ủng hộ ông Biden đã tăng lên so với cuộc thăm dò tháng trước 39%, trong khi ông Trump bị giảm nhẹ 40%. Trong cuộc thăm dò mới nhất của Ipsos, có 83% đảng viên đảng Dân Chủ và 97% đảng viên đảng Cộng Hòa đồng ý với nhận định rằng trong cuộc tranh luận vừa qua, ông Biden đã vấp ngã và có vẻ già đi. Cuộc thăm dò mới cũng cho thấy sau cuộc tranh luận, khoảng 33% đảng viên đảng Dân Chủ cho rằng ông biden nên bỏ cuộc đua điều mà ông đã cam kết sẽ không thực hiện sau màn thể hiện thất vọng tại cuộc tranh luận trực tiếp với ông trump hồi tuần trước sau cuộc tranh luận này đã có những tiếng nói trong đảng dân chủ lo lắng về ứng cử viên của họ cạnh tranh ghế tổng thống mỹ thậm chí nhiều nhà bình luận chính trị trong đó có ban biên tập của tờ the new york times đã kêu gọi tổng thống biden từ chức tờ washington post cho rằng màn tranh luận đã đặt ra câu hỏi về việc liệu ông Biden có thể đảm đương công việc khó khăn này thêm 4 năm nữa hay không. Theo tờ New York Times, trong những ngày gần đây, nhiều nhà tài trợ hàng đầu đã tham vấn các cố vấn chính trị về các quy tắc để có thể thay thế ông Biden trước hoặc trong đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ vào tháng 8 tới. Một số nhà tài trợ cũng đang cố gắng tiếp cận đệ nhất phu nhân Jill Biden, đề nghị bà thuyết phục ông Biden không tiếp tục tranh cử thậm chí có ý kiến còn kêu gọi tiến hành một chiến dịch công khai để gây áp lực buộc ông Biden rút lui. Trước tình hình đó, cuộc đua về gây quỹ vận động tranh cử cũng chứng kiến sự kéo giãn khoảng cách giữa hai ứng cử viên của hai đảng. Ngày 2 tháng 7, Ban vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump cho biết đã huy động được 331 triệu USD quyên góp trong quý 2 vượt con số 264 triệu USD mà Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và các đồng minh đảng Dân Chủ của ông huy động được trong cùng kỳ. Sau màn tranh luận của hai ứng cử viên Tổng thống, Ban vận động tranh cử của ông Biden đã có các cuộc nói chuyện điện thoại với các nhà tài trợ quan trọng của Tổng thống đương nhiệm. Nhóm của ông Biden cho biết, trong quý 2, 95% số tiền quyên góp ở mức dưới 200 USD, nhấn mạnh rằng điều này thể hiện sự ủng hộ rộng rãi của những người dân Mỹ bình thường thay vì phụ thuộc vào các nhà tài trợ giàu có. Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Biden đang cân nhắc khả năng rút khỏi cuộc đua tới Nhà Trắng với ông Trump. Theo RT, trong ngày 3 tháng 7, thư ký báo chí Nhà Trắng, Karine Jean-Pierre đã khẳng định Thông tin về tổng thống Mỹ Joe Biden cân nhắc dừng tranh cử là hoàn toàn sai sự thật. Điều này hoàn toàn không đúng, tổng thống Biden vẫn đang tiến về phía trước và chiến dịch tranh cử của ông ấy thể hiện rất rõ điều này. Mối quan tâm lớn nhất của tổng thống là làm thế nào để tiếp tục công việc của mình, bất kỳ điều gì khác đều là báo cáo sai sự thật, bà Jean Pierre nhấn mạnh. Trước đó tờ New York Times, NIT dẫn một nguồn tin thân cận với ông Biden tiết lộ rằng Đương kim tổng thống thừa nhận cuộc tranh luận với ông Trump không thành công và đang cân nhắc việc có nên tiếp tục tranh cử hay không. Ông Biden nhận thức rõ những thách thức chính trị đang phải đối mặt, nguồn tin của NIT cho biết, trong cuộc vận động mới đây ở Virginia, tổng thống Biden thừa nhận rằng ông đã suýt ngủ gật trong khi tranh luận với ông Trump, nhưng không đề cập đến khả năng rút lui khỏi cuộc bầu cử sắp tới. Sau cuộc tranh luận dưới kỳ vọng, đã có một số ý kiến cho rằng tổng thống Biden nên dừng chiến dịch tranh cử. Nghị sĩ dân chủ Lloyd Doggett là người đầu tiên công khai lên tiếng về vấn đề này, cho rằng ông Biden khả năng cao sẽ thua ông Trump vì lý do tuổi tác. Tôi đại diện cho khu vực từng được tổng thống Lyndon Johnson đại diện, trong những hoàn cảnh rất khác, ông ấy đã đưa ra quyết định rút lui khó khăn. Tôi hy vọng tổng thống Biden cũng làm như vậy. Ông Doggett nói theo một nguồn tin từ Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ, các nghị sĩ cấp cao của đảng này đang có một số thảo luận về chủ đề chọn người thay thế ông Biden trong trường hợp ông Biden thực sự rút lui, Phó tổng thống Kamala Harris sẽ là nhân vật đầu tiên được nghĩ tới.